Do là sai thì thế à? Bây giờ bác đứng dậy bác đi có dễ dàng không? Ừ, nhưng mà bác vẫn phải nằm đây mới chữa được nhé. Nào, cứ từ từ sẽ đỡ ngay bây giờ đây, không sao. Cố gắng đi đứng dậy xong lại nằm ra đấy được. Đấy cố gắng đấy. Nằm ra cái sàn đấy. Chữa xong chưa? Thế đây đau thế à? Rồi nằm sấp xuống rồi, nhất trí nha. Cứ từ từ xuống, không sao cả, từ từ xuống. Nhà mình tận đâu? À rồi, không sao. À là chữa ấy, sữa giết gì hả? Rồi bà cứ đỡ ông nằm đi. Rồi từ từ, khó khăn thế cả. Rồi nhất trí. Đau quá đúng không? Ừ. Không sao, trời. Con mấy tháng rồi? Gần 4 tháng rồi. Để sang đây chữa tắc sữa đúng không? Bị từ bao giờ? Đúng kia rồi. Đi thẳng đi. Nào, thả lỏng nhá. Chuyển nước trên đây cho. Nào. Rồi, tốt lắm. Từ từ, tốt lắm, rất tốt. Rồi, hít thở đi. Nhẹ hơn rồi đấy. Tiếp tục nha, thả lỏng. Nào, tiếp tục giữ chân ra đi, thả lỏng nha. Chịu hơn rồi đấy, từ từ bình tĩnh. Nào, lần thảo nhé, hít thở ra. Thôi, đúng rồi, tốt lắm. Nào, ngồi dậy đi. Tiếp tục nha, từ từ. Em nhìn cái cách chữa là từ đấy, anh ngồi im đấy. Anh quay lưng lại em. Em ngồi quay lưng lại đây. Tiếp tục. Xong rồi. À, dậy xem nhẹ nhõm chưa? Nhẹ chưa? Sao rồi? Phát biểu đây. Giờ thế nào rồi? Cảm ơn thầy đã giúp nhẹ hơn. Đứng thẳng được rồi đấy. Rồi em sẽ cho anh đứng thẳng tiếp nhé. Được chưa? Nhanh chưa? Thôi chưa xong. Thầy cúi người xuống cho em. Cúi người xuống. Thế thôi. Hôm nay bao nhiêu năm mấy rồi? Mày là năm sáu. Thế anh hơn em có 1 tuổi thôi. Anh là sinh năm 1962. Tuổi năm 62. 62, tôi là 2 tuổi. 62, mà còng lưng này dần gì vội. Rồi thả lỏng nhá. Anh thả lỏng đi. Không lắm. Nhìn cái kim châm trong lưng anh bây giờ. Anh có thấy nó như đang có nhìn kim châm trong lưng không? Vâng. Sâu. Còn anh bạn mẹo này, ăn nhẹ nhẹ. Thấy chưa? Ngon chưa? Xong rồi. Có thử vận mạnh cái chưa nào? Thử vận vài mái. Để xem có gì thì... Thôi thế thôi, biết từ đấy. Từ, thế là làm gì mà lại sốt sáng thế được. Thế là mừng rồi. Thế cái chỗ mà lưng này hết đau chưa? Đỡ nhiều.
thế là thì chị thấy cái kiểu chữa này như nào, chị đã thấy ai chữa kiểu này bao giờ chưa? Chị đang nói được rồi, cao đến đó. Xin kết quả. Tức là chỗ ngực đỡ hẳn đúng không? Thế mà bác sĩ nó bảo vừa gai cái gai ấy. Cái ít gặp lắm. Thực ra nó là bị của chị bị xương sườn thôi. Nên đấy tôi móc cái ra là hết. Nhá, không phải. Ừ. Rồi. Đây chưa luôn. Đấy, thấy chưa? Không cần gậy. Nhưng mà nãy con đến thì nằm bẹp đúng không? Ông đi đi, ông cứ đi đi. Được rồi. Ông phấn khởi không? Đấy, người Quảng mình ấy, không phải đâu xa. Con đang muốn về Quảng dạy cho mọi người đấy. À, bảo ấy nhanh không? Từ lúc còn đến giờ mới có 5 phút chứ mấy. Đây là tủy sống và các dây thần kinh ngoại biên đi ra từ tủy sống của chúng ta. Đây hình ảnh của các tủy sống và các dây thần kinh đi qua lỗ tiếp hợp được hình thành bởi các đốt sống khi chúng ta ở sai tư thế và làm cho các lỗ cơ co dẫn đến khoảng hở của lỗ tiếp hợp này thay đổi, đã chèn ép vào những dây thần kinh ngang mức như chúng ta đang nhìn thấy đây. Và điều này làm cho các bạn bị đau. Xin chào tất cả các bạn. Vừa rồi các bạn đã xem tôi chữa những bệnh đau lưng cấp do sai tư thế hay đau lưng ở những người cao tuổi một cách rất là nhanh, hiệu quả và không làm đau người bệnh. Phương pháp tôi vừa làm chính là phương pháp y võ chặt đà. Đây là lối chữa của các cha ông ta ngày xưa, của những gia đình mà chuyên nghề xương khớp. Và để làm được điều này, họ có hiểu biết rất là kỹ về gân cơ xương khớp và đặc biệt là thần kinh cột sống. Các bạn muốn học phương pháp chữa bệnh này, các bạn có thể đến những lớp y võ chặt đà của tôi. Tôi rất sẵn lòng chia sẻ cùng các bạn. Xin cảm ơn.